Sáng nay, ngày 11 tháng 11 năm 2019, diễn ra một phiên tòa xét xử đáng chú ý tại thành phố Hồ Chí Minh, có thể mọi người sẽ quan tâm, đó là phiên tòa xét xử ba đối tượng thuộc hội anh em dân chủ và Việt Tân gồm có. Thứ nhất, Châu Văn Khảm, sinh năm 1949, quốc tịch Việt Nam, Úc, chỗ ở và nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tại Úc. Đối tượng này tham gia các buổi gây quỹ để hỗ trợ các đối tượng hoạt động trong nước tham gia các cuộc biểu tình chống Việt Nam, tìm chọn đối tượng để phát triển lực lượng, dùng giấy tờ của người khác xâm nhập về Việt Nam, cung cấp tài chính, tuyên truyền đường lối cho đảng viên mới của Việt Tân. Thứ hai, Nguyễn Văn Viễn, sinh năm 1971, trú tại khối 3, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đối tượng này được Đỗ Hoàng Điềm tác động lôi kéo tham gia tổ chức Việt Tân và giới thiệu với Trần Văn Quyền để bố trí việc làm xuất cảnh sang Campuchia để tham gia khóa huấn luyện do Đỗ Hoàng Điểm cùng đồng bọn tổ chức. Thứ ba, Trần Văn Quyền, sinh năm 1999, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng này tham gia tổ chức Việt Tân từ tháng 9 năm 2018. Quá trình tìm hiểu và tham gia tổ chức, Quyền đã thuê đối tượng trong nước làm hai giấy chứng minh nhân dân giả cho các thành viên Việt Tân. Khảo sát một số tuyến đường có lắp đặt vị trí camera để cung cấp cho Đỗ Hoàng Điểm khảo sát các tuyến xâm nhập đường bộ khu vực biên giới Việt Nam Campuchia, xuất cảnh sang Campuchia, tham gia lớp huấn luyện do Việt Tân tổ chức, nhận tiền để bố trí việc làm cho người của tổ chức Việt Tân. Một điều đáng nhấn mạnh ở đây là cả ba đối tượng gồm Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Quyền biết rõ Việt Tân là tổ chức khủng bố tại Việt Nam theo công bố của Bộ Công an Việt Nam nhưng vẫn tham gia tổ chức này. Đối với Đỗ Hoàng Điểm, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận định đây là đối tượng chủ mưu trong vụ án này, hiện Đỗ Hoàng Điểm đang ở Mỹ nên Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Phiên tòa kết thúc, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Châu Văn Khảm, sinh năm 1949, Việt Kiều Úc, 12 năm tù. Nguyễn Văn Viễn, sinh năm 1971, quê ở Quảng Nam, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, 11 năm tù và Trần Văn Quyền sinh năm 1999, quê ở Hà Tĩnh, trú tại thị xã Di An, tỉnh Bình Dương, 10 năm tù, cùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự 2015.